Ghe giáp thùng 2022. Con này seri rất là cao, bản Movita seri 4590, xe vô sẵn 4 món ăn chơi xịn. Biển số thi đấu ra khá là đẹp, 368-9999. Xe này là giá dách thùng 2022 bản Movita, xác minh bấm số 2022. Con này thì seri rất là cao nha các bạn, 4590. Tại vì cái lô Movita mà cuối cùng ở Việt Nam thì theo mình biết thì là HKTM là người làm cái lô xe thùng bản Movita cuối cùng ở Việt Nam. Tại vì con 4590, 4762, 4989 là cửa hàng đang giữ. Nói chung là 4989 thì chỉ còn 11 xe nữa là hết. Thì đối với những cái xe này đầu seri rất là cao. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nó là xe thùng. Thì những cái biển số như thế này thì anh em nhìn chắc cũng hiểu rồi. Biển số như này thì anh em nhìn là hiểu rồi, chứ không có tự nhiên mà có. Còn xe này là xe thùng, mình đã vô sẵn 4 món ăn chơi cho khách. Còn bộ áo jean Movita màu xanh của nó thì mình treo trên kia, treo trong nhà. Còn cái áo này là áo da dách gô, là cửa hàng gắn lên để chụp hình xe rồi cho nó đẹp thôi. Còn nếu mà các bạn, nó vẫn là áo jean nha, áo jean mình sơn lại màu tím và dán tem da dách gô. Thú thật chứ các bạn, thậm chí là khi mình làm xong cái bộ áo này nó còn mắc hơn cái bộ áo jean nữa. Mắc hơn cỡ 4-5 triệu. Tại vì các bạn đi mua bộ áo jean nó sẽ rơi vô khoảng 12-15 triệu tùy đẹp xấu. Còn cái bộ áo này thì mình lấy bộ áo xe thùng thì đương nhiên nó sẽ rơi vô giá 15 triệu. Sơn lại hết 6 triệu, bộ tem 3 triệu, gần 20 triệu cái bộ áo này. Nói chung là bộ áo dây dách gô không là gần 20 triệu. Thì cái bộ áo này mình gắn trên xe thì nếu mà khách thích thì khách lấy bộ này. Còn không thì khách cứ yêu cầu mình đưa bộ áo jean thôi. Thậm chí là khách mua cái xe này mình vẫn tặng cái bộ áo jean theo xe cho khách bình thường. Chứ mình cũng đâu có giữ làm gì, tại vì số xe ghi nó cũng đang theo bộ áo jean rất là đẹp. Còn xe thùng thì nói chung là không còn gì để bàn. Mà đã vô sẵn 4 món chơi rồi. Còn biển số thì khá là VIP rồi, 668-9999. Ở Đồng Tháp mà anh em gắn được biển số đẹp vô xe thùng thì cả một bài toán. Một bài toán trình độ đại học với kỹ sư rồi. Cho bài toán lớp 12 thi không đậu nha các bạn. Nói chung là mình thi vất vả mấy năm mới được hai con, 849 với ngũ quý 7. Còn con này thì seri 4590, hôm nay mà da dách thùng á. Ví dụ như hôm nay là mùng 4 mùng 5 Tết 2023. Da dách thùng bữa nay mà số ghim nha. Đương nhiên là số ghim rồi, tại vì các bạn mà gắn cái biển tứ quý không lẽ đi gắn vô xe số CNC hay là gì, giống như qua lại cắm bảy cái câu hay gì. Thì nói chung là số ghim thì hôm nay mà seri 4590 mà xe thùng có sẵn 4 món ăn chơi thì theo mình biết á, đạt ngưỡng 750 triệu một chiếc. 750 triệu. Còn xe này, cái biển số này, cái biển 849 này nè, mà các bạn thi á thì không có dưới 200 triệu. Mà cái xe mình bán là cho các bạn cái giá xe cộng lại với cái giá biển số luôn, vẫn chưa tới 900 triệu. Thì anh em cân nhắc ha. Nói chung là giá hợp lý lắm. Tại vì cái lô xe của mình làm nó khá là lâu nên lúc đó cái giá của chiếc xe nó còn cái giá tốt. Nên nói chung là đứng ở góc độ cửa hàng thì cửa hàng bán vẫn là có lời, chúng ta không có lời. Lợi ít lời nhiều thôi các bạn, chúng ta không có lời. Rồi anh em nó cảm thấy hợp nhãn thì cứ liên hệ bên cửa hàng nha. Còn bên mình thì xin nhắc lại là đối với những xe đang đeo áo da dách gô, bộ áo jean của xe vẫn theo xe. Con này là bản Movita 30 đầu, xe thùng 2022, vô sẵn 4 món ăn chơi xịn, seri 4590, đang đeo biển số khá là VIP, 89999. Rồi, các bạn cảm thấy hợp nhãn cứ liên hệ bên cửa hàng nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip.